chào quý vị và bà con. Hà Mười Ngon đang đứng tại cây xăng huyện Hoài Đức, giao túi bao trái cho khách hàng để kịp phục vụ bà con bao quả bưởi cho quả bị cháy nắng rồi vàng đốt. Đây là túi bao trái. Bà con ai ở trên Lục Ngạn Bắc Giang có thể liên hệ với anh Nhất 0976555562 ở Quý Sơn, Lục Ngạn Bắc Giang để mua được túi bao trái chuẩn nhất và bền nhất. Đây là túi bao trái của Hà Bưởi Ngon. Bà con lưu ý là túi bao trái có tên Hà Bưởi Ngon và số điện thoại vì nông dân phụng sự mới là túi chuẩn và hàng thật.